Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Tiếp tục video là trả lời cũng như giải đáp các thắc mắc của anh em nêu ra. Hôm nay thì đến với câu hỏi đầu tiên của một anh cho em hỏi dây từ sạc và ắc quy dài bao nhiêu để tối ưu công suất nạp nếu em dùng hai dây 40mm thay cho một dây 80mm thì được không ạ? Em cảm ơn và chúc anh nhiều sức khỏe. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ được anh ạ, nếu mà anh dùng dây 4 chấm á, từ cái điều khiển sạc đến cái ắc quy á, nếu mà anh dùng dây 4 chấm anh đi hai dây anh chập một á, thì vẫn được nha. Đó, nhưng mà anh lưu ý ở đây cái điện DC thì cái áp thấp cái dòng này rất là cao, anh nên thiết kế cái dây đi từ cái sạc đến cái bình quy á, tầm khoảng 5 tấc thôi nha, 50cm là tốt nhất nha. Anh thiết kế cái dây càng ngắn là càng tốt á, nó mới đạt được cái hiệu suất cao nhất nha. Thì dây 4 chấm dây đó là được ha. Thay vào đó là như là dây 8 mm thì anh dùng một, còn dây 4 thì chập đôi là ok nha. Rồi thì qua về thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé. Xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh ơi, em đang sử dụng pin 100W kích sinh chuẩn 500W Acqui Vision 55AH, em tải TV 60W quạt 30W chưa được 100W thì kích ngắt, lý do sao ạ? Em cảm ơn anh, chúc anh nhiều sức khỏe và xin cảm ơn anh rất nhiều nha. Rồi với cái bình 55AH với cái tấm pin thì không biết anh sử dụng cái tải này á, cái tải mà cái tivi và cái quạt 30W á, thì tổng công suất tải khoảng 100W đổ lại, thì không biết anh sử dụng vào thời điểm nào. Nếu mà anh sử dụng vào cái thời điểm mà buổi tối á, không có pin hỗ trợ á, thì theo tôi á, cá nhân tôi nghĩ thì cái pin của anh nó đã cũ rồi, nó nên cái dung lượng xả nó không cao. Nhưng mà cái pin vi sinh là những cái dòng pin viễn thông, nó có cái dòng sạc dòng xả rất là cao, nhưng là đó là cái pin mới nha anh. Còn pin mà qua sử dụng rồi á, thì cái dòng xả nó không được vậy, nên cái pin có dung lượng 55AH mà nếu mà anh xả công suất tầm khoảng 100W giờ thì nó có thể là bị sụt áp nên kích nó ngắt ha. Đó là một trường hợp. Còn cái trường hợp thứ hai thì tôi cũng xin chia sẻ thêm để anh tham khảo qua mà khắc phục lại ha. Thì trên cái phía sau của cái con kích á, thì những cái dây nguồn kết nối từ ắc quy đến cái con kích thì anh hãy kiểm tra lại những cái chỗ tiếp điện như thế này, tại vì cái dòng điện DC sử dụng những cái chỗ này lâu ngày và tháng hay oxy quá ha, thì anh nên làm mới lại, tháo ra đánh cái nhám lại nha. Còn cái kích 500W sinh chuẩn thì thường thường cái kích này nó đi theo thân kích á, là cái nó dùng cái kẹp bình đó, thì anh nên xem cái kẹp bình của cái con kích lại. Bây giờ cái lò xo nó khi mà kẹp vô những cái cọc bình nó cái độ mà kẹp, cái độ mà bám bấu của nó cái còn mạnh hay không nha, anh nên kiểm tra lại coi nó đã có đảm bảo nó đủ, nó để tiếp điện, nó đảm bảo đủ cái dòng điện từ cái bình ắc quy sang cái con kích hay không ha. Nếu mà nó không đảm bảo đủ cái đường truyền thì khi mình sử dụng có tải lớn á, thì ngay chỗ cái đó, cái vấn đề mà tôi vừa nêu lên á, thì nó dẫn đến là nó không đủ cái dòng điện truyền đến cái con kích thì nó bị tụt áp, thì kích nó ngắt ha. Đó thì anh nên kiểm tra lại, đó là một cái trường hợp thì anh nên kiểm tra nha. Còn cái vấn đề như tôi nói lúc đầu á, thì không biết cái bình của anh á, bình mới bình cũ, nếu là cái bình mới á, có dung lượng 55AH á, thì nó mới trụ nổi cái công suất 100W giờ nha. Còn bình cũ, bình đã qua sử dụng thì không thể nào chịu nổi nha. Nhưng anh sử dụng điện vào ban ngày á, nó có pin hỗ trợ, mà cái trường hợp có pin hỗ trợ đó, có cái tấm pin 100W hỗ trợ mà anh sử dụng không được á, thì cái nguyên nhân chính ở đây á, như tôi mới vừa nói á, thì hãy xem lại cái đường truyền từ cái hệ thống ắc quy đến cái con kích thì mấy chỗ tiếp điện như thế này nha, anh nên làm mới lại. Làm mới nó lại một cách rất là đơn giản, mình chỉ cần mình tháo nó ra đánh chùi là làm mới lại, đánh với nhám hay là bằng chải sắt gì đó, mình cứ đánh làm sạch nó lại và mình siết chặt nó lại ha, để cho nó tiếp điện nó tốt, để cái dòng truyền nó từ bình ắc quy đến cái con kích nó tốt là sử dụng nó ok nha. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh để anh mà kiểm tra khắc phục lại ha. Rồi xin cảm ơn anh nhiều. Theo câu hỏi đến từ một anh, 6 tấm pin 450W sạc 8 bình rocket 150AH có sạc xài đầy không bạn? 6 tấm pin 450W, để tôi tính nhẩm xem nào, 6 tấm 450W thì nó rơi vào tầm khoảng 2700W pin. Thì đối với 2700W pin một ngày nắng đẹp á, thì nó thu về tầm khoảng trên dưới 13kW điện. Nếu mà anh sử dụng một ngày một đêm á, 24 tiếng đồng hồ, nó tầm rơi khoảng 13kW điện đổ lại thì nó có thể là sạc đầy cho 8 cái pin rocket 150H này ha. Thì cái này thật sự ra để rất là khó trả lời có nạp đầy pin hay không ha. Cái này cũng tùy thuộc vào cái lượng điện mà mình sử dụng trong vòng 24 tiếng đồng hồ, nó tiêu thụ điện bao nhiêu ha. Cái đó mới là cái quan trọng. Cũng có rất là nhiều anh em quan tâm về cái vấn đề mà dùng pin năng lượng để sạc những cái pin, thì anh em hay hỏi là cái lượng pin nó có sạc cái đầy pin hay không. Cái đó là không quan trọng, cái quan trọng ở đây là cái lượng điện của mình sử dụng bao nhiêu,
Ví dụ như bây giờ anh lắp cái lượng pin là 2700W thì đối với một ngày nắng đẹp nó thu về cũng được tầm khoảng 13 kW điện. Nếu mà anh sử dụng tầm khoảng 13 kW điện đổ lại thì trong một ngày nắng nó sạc đầy cái hệ pin của mình ha. Còn nếu mà mình sử dụng trên nữa, tầm 13 kW đổ lên thì nó lại thiếu, nó sạc không đầy pin. Đó, cái đó là mấy cái quan trọng nhất ha. Đó, còn cái vấn đề mà sạc pin có đầy hay không thì cái này cũng tùy theo cái lượng điện mình sử dụng ha. Rồi, chỉ qua vài thông tin nêu lên để anh tham khảo mà thôi nhé. Xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp đến là câu hỏi đến từ một anh, cảm ơn anh rất nhiều vì đã chia sẻ ạ. Sẵn tiện anh cho em hỏi, nếu tấm pin 18V 30W và xài điều khiển sạc năng lượng mặt trời 30A có sạc nổi pin Yamato 30A không ạ? Mong anh chia sẻ giúp em. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ được anh ạ. Với cái pin 30A thì cái những cái pin Yamato này thật ra nó chỉ có 25A mà thôi. Tôi đã có căng đông đo đếm qua rồi ha. Chính xác là vậy, nó lưu trữ tầm khoảng 300W điện mà thôi. Thì cái tấm pin 30W đối với một ngày nắng đẹp thì nó cũng sản sinh ra tầm trên dưới 150W điện ha. Thì đối với tấm pin này chỉ cần 2 ngày nắng đẹp là nó đã nạp đầy cái pin điện, cái pin xe điện 30A ha. Mình sử dụng hết á thì nó sạc no 2 ngày nắng. Còn nếu mà mình sử dụng phân nửa cái lượng điện bên trong cái pin mình lấy ra thì chỉ cần một ngày nắng thì nó đã nạp đầy rồi ha. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nha. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh. Anh ơi cho tôi hỏi, tôi có 4 tấm pin, 2 tấm 350, 2 tấm 220, tôi muốn sạc điện 24, không biết sạc cho khối pin 150A điện 24 có đủ không anh? Và anh cho cách đấu các tấm pin thành điện 24, anh vẽ sơ đồ nhé. Rất cảm ơn anh, chúc anh luôn khỏe và tạo nhiều clip cho anh em hiểu biết. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều nha. Dạ những cái tấm pin có cái công suất 350W và 220W thì những cái tấm pin này nó có cái điện áp trùng với nhau ha. Đó thì anh xem lại cái tấm pin 220W của anh, cái điện áp nó có giống, nó bằng với cái tấm pin 350W hay không. Đó, theo cái thông tin mà tôi tìm hiểu được á, thì những cái tấm pin á, có cái tấm pin mà có cái công suất 220W và 350W á, thì cái điện áp nó bằng nhau, thì anh đấu song song tất cả 4 tấm này lại với nhau nha, đấu song song nha, đấu song song. Thì anh cũng có thể là mua cái dắt MC4, cái dắt chữ Y đó, như anh thấy trên hình đó ha. Đây là cái dắt chữ Y ha, nó đấu song song 4 tấm pin lại ha, nó rất là đơn giản ha. Đó thì anh cũng có thể là lên trên Shopee hoặc Lazada thì anh mua cái dắt chữ Y 4 chia này về để anh đấu nối song song 4 tấm pin của lại. Thì anh dùng cái con sạc pin cái M hay là MBT gì á thì sạc cho pin hệ 24 rất ok ha. Còn cái khối pin 24V 150Ah á, thì nó tích trữ khoảng là 3600W điện. Đó 3600W điện, còn cái lượng pin của anh, khoan để tôi tính cái lượng pin của anh nó nằm bao nhiêu. 2 tấm 350 là 700W với 2 tấm 20 là 440 với 700 là 1140W pin. Đối với một ngày nắng đẹp nó sản sinh ra trên dưới 5 kW điện thì nó vẫn sạc đầy cái khối pin 150 hệ 24 của anh nhé. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nha. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Tiếp theo câu hỏi là đến từ một anh, 4 bình Yamato 30Ah 24V sạc Dynamo xả 250W đèn pha tầm vài phút pha một lần khoảng 10 giây xài như vậy có mau hư pin không anh? Em lưu thông đường thủy, mong anh chia sẻ, chúc kinh phát triển. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều. Dạ những cái pin Yamato này nó có cái dòng xả rất là cao đó anh ạ. Nếu mà anh 4 pin Yamato mà anh xả tầm khoảng 250W thì nó quá là ok rồi ha, nó không có ảnh hưởng hoặc là không có hư gì đến pin ha. Nên cái công suất anh xả này thì nó không có ảnh hưởng đến ắc quy, thì anh cứ yên tâm mà sử dụng ha. Cái pin Yamato này á thì tôi đã có test qua rồi, tôi có xả rồi. Trên kênh tôi có rất là nhiều video tôi test sạc xả những cái pin Yamato rồi, nó có cái dòng xả rất là cao ha. Đó. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh ha, với cái công suất xả 250W trên 4 cái pin Yamato này á là nó rất là an toàn nha anh. Rồi xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp đến là câu hỏi đến từ một anh cho hỏi pin 2 tấm 200W 40V thì dùng sạc loại nào với pin 12V anh? Dạ anh cũng có thể là mua những cái con sạc MBT của Mạnh Quân ha. Sạc MBT của Mạnh Quân thì giá cả rất là mềm, cái loại sạc MBT á, cái loại áp cao, nó biến cái áp thành cái dòng, nó điều khiển những cái tấm pin áp cao này á, nó sạc pin hệ thống 12V á, rất là đạt cái hiệu suất đó nha anh. Đó, nếu mà anh ngại tiền á, thì anh cũng có thể là sử dụng những cái dòng sạc BBKM, những dòng sạc này nó rất là phổ thông đó ha. Đó cũng được nha. Tại vì khi mà cái hệ thống pin ắc quy mình nó đói á, nó hút điện á, nó hút điện cái tấm pin á, làm cái áp của tấm pin nó tụt xuống ha. Đó, thì mình sử dụng cái sạc BKM này là cũng được. Nhưng mà nếu mà để cho đạt hiệu suất tốt nhất á, thì phải dùng cái sạc MBT ha. Thì
sạc MPT cái loại cũng mạnh quân á thì giá cả nó cũng mềm đó, như anh thấy trên hình ha, cái sạc tầm tầm 40A ha, 40A thì giá cả anh cũng thấy luôn đó ha, đó nó cũng mềm thì anh cũng có thể là mua những cái dòng sạc này để về điều khiển những cái tấm pin áp cao này mà sạc cho cái hệ thống pin áp thấp thì nó rất là ok và hiệu quả nha anh. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé, xin cảm ơn anh nhiều. Rồi thì qua nội dung trong cái video này thì đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng nha. Anh em xem video nhớ cho cái like nha. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng kênh Đam Mê Năng Lượng nha. Còn bây giờ thì tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video kế tiếp nha.